Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Trong video clip buổi sáng ngày hôm nay thì em làm cái video để thanh lý mấy chiếc đẩy. Nói thật ra với các bác là để thì cũng được thôi, nhưng có cái là để nó cũng lộ cộ, còn có mấy cái thì nó cũng ngứa mắt. Đấy, thì đây là một dòng đẩy sò sắt mà mấy hôm trước em vẫn bán với mức tiền đấy là 4 triệu rưỡi một cái tận cửa hàng bao ship cho các bác. Thì đấy là cái chương trình bán giá tốt ở bên em. Đấy, một dòng đẩy sò sắt mà trên thị trường họ bán với mức tiền là tầm 4 triệu 800 ngàn đồng một chiếc, nhưng bên em vẫn bán 4 triệu rưỡi một chiếc, nhưng mà vẫn hỗ trợ dây rắc và bao ship cho các bác. Thì hôm nay thì em làm lại cái video clip này thì bên em còn 4 cái nhá, 4 cái đẩy xe ép. Dòng đẩy này thì các bác có thể sử dụng một đôi full 30 để trong gia đình. Cái dòng sò sắt này đánh tiếng rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, cũng không nên dùng quá nhiều loa với cái số lượng con đẩy này, thì thực sự ra nó có thể là nó đánh cho các bác một đôi loa 30 thì đẹp tiếng, chứ còn các bác mà ghép thêm nữa thì công suất nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Sò gì thì sò, nhưng mà cái gì nó cũng có công suất chuẩn của nó. Thì em cũng chỉ khuyến cáo các bác có thể sử dụng một đôi 30 thôi. Nếu các bác dùng quá đi, chất lượng âm thanh nó không được tốt, không được đạt chuẩn, cũng như độ bền của nó kém đi, thì cái đấy là đâm ra là nhiều khi khổ cả các bác mà lẫn cả em. Bảo hành rồi các bác dùng nó không đạt được tiêu chí, nó cũng không tốt cho lắm. Đấy, thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho em qua số 0969800985 sau khi em giới thiệu chi tiết và báo giá cho các bác luôn nhá. Thì đây em sẽ nói trực tiếp luôn, đây sẽ là một cái mức giá thanh lý. Đấy, cái giá này thì nếu như các bác nào thực sự thiện chí mua thì không bớt, không nọ không kia nữa các bác nhé, gọi là giá chuẩn luôn, giá không còn gì để mà chia sẻ với nhau nữa cả, giá này chỉ có mua và bán thôi. Đây các bác có thể nhìn xem ở phía sau, phía trước con đẩy này thì quá đẹp rồi, mặt phê nhôm cực kỳ dày, đấy phải nói là cực kỳ dày, và cái màu sắc của kim loại thì các bác cũng nhìn thấy rồi, nó rất là chuẩn, rất là đẹp luôn, không có dợ, không có nhìn, không có dợ dại dại giống như những các cái thiết bị khác. Đấy, thì những cái dòng đẩy của CF này thì nó quá chất lượng rồi, độ bền cũng rất là cao. Với cái dòng mạch sò sắt này, tín hiệu rắc linh và cái rắc cắm tín hiệu đều bằng Canon, có chế độ cắt súp độc lập từng kênh một. Đấy, các bác thích kênh 2, kênh 1 cắt súp là ok hết. Chế độ limiter có nghĩa là chế độ bảo vệ tín hiệu, bảo vệ nhé các bác nhé, bảo vệ công suất. Thì các bác có thể là khởi động chế độ này bằng cách nhấn nút vào on, thì nó sẽ kích hoạt cái chức năng là bảo vệ limiter. Thì khi mà hoạt động quá tải thì nó sẽ com lại cái tín hiệu, nó đưa ra loa, có nghĩa là nó nhỏ, nó díu lại, nó không xong nó mới phát to dần dần lên. Rồi nếu như các bác mà không giảm tải đi thì nó lại vẫn sẽ díu lại như vậy. Đấy là cái tình trạng mà nó bảo vệ công suất các bác nhé, để chống cháy đi. Đấy, và đây là chế độ gạt tiếp đất. Đây là chế độ tín hiệu đầu vào 0.7, lớn bé đến 1.5, càng số bé thì nó càng tín hiệu to. Đấy, chế độ gạt 4 ôm, 8 ôm, chế độ đánh chập kênh, chế độ đánh linh tín hiệu và chế độ đánh xít te. Đấy, rắc đầy đủ rắc cắm cho các bác như là chạm vặn loa trực tiếp, cũng như là rồi sử dụng rắc new trích. Đấy, thì các bác có thể dùng sử cái chạm vặn loa này trực tiếp để các bác ghim cái dây nó chắc chắn, nó chặt luôn. Đấy, và đây là dòng mạch bên trong. Thì bên trong nó thiết kế bo nguồn, thì bo nguồn lật ngược thì nó bao gồm 8 chiếc tụ này thì nó được lật ngược xuống, sử dụng 4 chân ghim, nó chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy, 2 dơ le bảo vệ công suất cho 2 kênh. Đấy, đây là IC cấp nguồn cho những cái bo dơ le, những cái bo tín hiệu 24V. Đấy, đây là nguồn cấp vào, đây là sò sắt. Cái này là nó có hai lớp sò các bác nhá, 2, 4, 6 này, lớp trên và lớp dưới này. Đấy, hai sò than này, đấy là 12 sắt và 4 than các bác nhá. Đấy, tất cả những phíp mạch này đang còn nguyên zin, nguyên bản, hàng mới đẹp cho các bác luôn, chứ không phải là hàng thanh lý, là hàng sửa chữa hay là hàng kém chất lượng các bác nhá, vẫn đảm bảo cho các bác tiêu chí đẹp zin. Đấy, và thiết bị ngày hôm nay em bán cho các bác với mức tiền đấy là 3.900.000 đồng, một cơ hội không bao giờ có.
Hàng thanh lý, xin lỗi tất cả những anh em, những người mà bán hàng như thế này, thì đây là cái mức giá thanh lý em thanh lý cho mọi người, và em cũng không bán cái mã này tiếp tục, em sẽ không bán cái mã này nữa. Đấy, cho nên là rất là mong mọi người thông cảm, thanh lý cho mọi người nha. Số lượng chỉ có 4 cái chứ không phải là quá nhiều mà để phá giá trên thị trường ảnh hưởng đến các bác khác. Rất là mong mọi người thông cảm, và bác nào có nhu cầu đặt mua những sản phẩm này rẻ bất ngờ luôn với mức tiền 3.900.000 đồng, liên hệ cho em qua số 0969 800 985 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người.